Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi băng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Hoa Kỳ. Tin liên quan đến quấy rối tình dục, ký giả lừng danh Charlie Rose bị sa thải. Chương trình tin tức của đài CBS và các kênh truyền hình thông khác hôm thứ Ba ngày 21 tháng 11 cho biết họ đã sa thải Charlie Rose, một trong các ký giả nổi danh nhất của truyền hình Hoa Kỳ, một ngày sau khi nhật báo Washington Post tường thuật rằng Charlie Rose, người dẫn chương trình phỏng vấn mang cùng tên, đã có những hành vi quấy rối tình dục đối với 8 phụ nữ. Đài PBS và Bloomberg, vốn phát lại chương trình Charlie Rose, cũng cho biết sẽ ngưng hợp tác và cắt đứt liên hệ với ký giả kỳ cựu này. Ông Rose là người đồng dẫn chương trình buổi sáng CBS This Morning. Ông cũng xuất hiện thường xuyên trong chương trình 60 phút của CBS, một trong những chương trình truyền hình điều tra hay nhất của truyền hình Mỹ. Giám đốc đặc trách tin tức của CBS, ông David Roth, loan báo quyết định ngưng việc ông Rose trong một thông tư nội bộ được phổ biến cho giới truyền thông. Trong đó có đoạn viết, quyết định sẽ có hiệu lực tức thời và được đưa ra sau khi phát hiện những hành vi không thể chấp nhận được. Hôm thứ Hai, ký giả lừng danh này đã ra tuyên bố, trong đó ông ngỏ lời xin lỗi về những hành vi không phù hợp, tuy nhiên vẫn chất vấn tính chính xác của những lời cáo buộc. 8 phụ nữ trong độ tuổi từ 27 đến 37 từng làm việc hoặc xin làm việc cho chương trình phỏng vấn Charlie Rose từ cuối thập niên 1990 đến năm 2011, cáo buộc ông đã có những hành vi không phù hợp với họ, như sờ soạng, mò mẫm và có lần xuất hiện trước mặt họ trong tình trạng không mảnh vải che thân, thưa quý vị. Tiếp theo là bản tin liên quan đến máy bay hải quân Hoa Kỳ rơi ở biển Philippines và 3 người mất tích. Một máy bay vận tải của Hải quân Hoa Kỳ chở 11 người rơi ở biển Philippines hôm 22 tháng 11, trong khi bay tới tàu sân bay Ronald Reagan, hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho hay. Hạm đội nói 8 người đã được cứu, còn 3 người còn lại bị mất tích, và cho biết thêm là toàn bộ những người được cứu đã được chuyển đến tàu Ronald Reagan để kiểm tra y tế và họ đều trong tình trạng tốt. Hạm đội 7 nói, qua một thông cáo báo chí rằng các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đối với 3 quân nhân hiện tiếp tục với các tàu và máy bay của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tại hiện trường. Vụ việc sẽ được điều tra. Chiếc máy bay cánh quạt C-2 khi đó thực hiện chuyến bay vận tải thường lệ đưa người và hàng hóa từ trạm hàng không Wakuni của thủy quân lục chiến đến tàu sân bay hoạt động trên biển Philippines trong khuôn khổ một cuộc thao dược với các lực lượng Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Isunori Onodera nói với các phóng viên rằng Hải quân Hoa Kỳ đã thông báo với ông rằng vụ rơi trên biển Philippines có thể do sự cố động cơ, thưa quý vị. Tin liên quan đến Sở Cứu hỏa Orange County khuyên dân chúng cẩn thận khi nấu ăn. Sở Cứu hỏa Orange County vừa tổ chức một buổi thực tập để cảnh báo người dân về những nguy hiểm khi nấu ăn trong dịp lễ tạ ơn. Theo tin của nhật báo The Orange County Register, các lính cứu hỏa nhúng một con gà Tây đông lạnh vào nồi dầu nóng để cảnh báo việc chiên gà Tây có thể dẫn đến cháy nhà. Ngoài ra, Sở Cứu hỏa còn cảnh báo về những vết dầu mỡ dính trên bếp và nến. Nếu không để ý, cũng có thể gây hỏa hoạn. Ông Larry Kurtz, chỉ huy cứu hỏa Orange County cho biết hồi lễ tạ ơn năm ngoái có đến 4.000 vụ cháy liên quan đến nấu nướng và làm cho 1.700 người bị thương trên toàn nước Mỹ. Ông còn cho biết đây là ngày bận rộn nhất của lính cứu hỏa. Bác sĩ Andrea Dunkelman, giám đốc y tế của trung tâm trị phỏng Orange County, cho biết khi nấu ăn trong dịp lễ tạ ơn phải cẩn thận. Bà khuyên đừng nên mặc quần áo bằng những chất liệu dễ cháy khi nấu ăn và phải trông chừng trẻ em thật kỹ. Hiệp hội Cứu hỏa Hoa Kỳ cũng có những lời khuyên tương tự và còn dặn thêm phải cẩn thận với dao kéo và điện đóm, thưa quý vị. Tin Pennsylvania,
45 giáo viên xin nghỉ việc vì học sinh quá bạo lực. Có đến 45 giáo viên ở Harrisburg, Pennsylvania vừa xin nghỉ việc trong vài tháng vừa rồi vì cho rằng học sinh ngày càng bạo lực. Học khu Harrisburg cho biết các giáo viên này xin nghỉ việc trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 và sẽ còn thêm nhiều giáo viên xin nghỉ nữa. Vài giáo viên cho biết những học sinh nhỏ tuổi có hành vi nguy hiểm và cần sự giúp đỡ của nhà trường. Bà Jody Barksdale, giám đốc học khu, kêu gọi các giáo viên và nhà trường hợp tác với nhau để giúp những em nhỏ có hành vi bạo lực. Học khu cho biết qua một thông báo, thật đáng buồn khi các giáo viên quyết định đem vấn đề này ra công chúng, thay vì thảo luận với học khu trước. Học khu Harrisburg còn cho biết họ đã thuê hàng trăm nhân viên để quan sát các em học sinh, thưa quý vị. Tin liên quan đến Uber trả tiền cho tin tặc để xóa dữ liệu bị cắt của 57 triệu người. Tin tặc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 57 triệu khách hàng và tài xế từ công ty Uber Technology. Là vụ xâm nhập rất lớn mà công ty này đã che giấu hơn một năm nay. Tuần này, công ty xe taxi này đã sa thải giám đốc an ninh và một trong những phụ tá của ông ấy vì vai trò của họ trong việc giấu kín vụ tin tặc mà gồm cả việc trả số tiền lên tới 100.000 cho các tin tặc. Dữ liệu bị mất từ vụ tin tặc tấn công vào tháng 10 năm 2016 gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của 50 triệu người đi xe Uber trên khắp thế giới. Theo công ty cho Bloomberg biết hôm thứ Ba, thông tin cá nhân có khoảng 7 triệu tài xế cũng bị đánh cắp, gồm khoảng 600.000 số bằng lái xe của tài xế tại Hoa Kỳ. Số an sinh xã hội, thông tin thẻ tín dụng, các chi tiết về địa điểm du lịch hay dữ liệu khác bị mất, theo Uber cho biết. Vào lúc sự kiện xảy ra, Uber đang thương lượng với các nhà giám sát Hoa Kỳ điều tra các vụ kiện riêng về những vi phạm quyền tư ẩn. Uber bây giờ nói rằng họ đã có trách nhiệm hợp pháp để phúc trình vụ tin tặc cho các nhà giám sát và các tài xế là những người có số bằng lái xe bị đánh cắp. Thay vì vậy, công ty đã trả cho các tin tặc để xóa các dữ liệu và giữ kín chuyện xâm nhập. Uber nói họ tin rằng thông tin đã không bao giờ được sử dụng nhưng từ chối công khai danh tính của các tin tặc. Sau khi Uber công khai vụ tin tặc hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tư pháp New York Eric Schneiderman đã bắt tay vào cuộc điều tra vụ tin tặc. Theo nữ phát ngôn viên của ông, bộ trưởng này là Amy Spytonik cho biết, thưa quý vị. Tin liên quan đến nghiện thuốc giảm đau, Hoa Kỳ tốn 500 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Tòa Bạch Ốc tìm kiếm mức lượng thiệt hại gây ra bởi khủng hoảng thuốc giảm đau gây nghiện như ma túy. Một phúc trình công bố hôm thứ Hai phỏng định chi phí về dịch opioid là trên 500 tỷ Mỹ Kim riêng trong năm 2015. Tài liệu từ Cố vấn Kinh tế cho hay chi phí liên quan cao cấp hơn 6 lần ước lượng năm 2013 là 78,5 tỷ, theo một phân tích tư nhân được Tòa Bạch Ốc viện dẫn. Thiệt hại 504 tỷ Mỹ Kim năm 2015 là bằng gần 3% GDP. Tài liệu ghi, tình hình tiếp tục xấu thêm với số tử vong tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Số người bị rối loạn tâm thần vì opioid, vì lạm dụng các thuốc giảm đau hiệu oxycodone và vicodin, lạm dụng heroin hay thuốc dùng loại opioid là 2,4 triệu. Số người chết vì dùng quá liều lượng năm 2015 là trên 33.000, chiếm 63% của mọi sử dụng quá liều lượng. Theo các nhà nghiên cứu, thiệt hại gây ra với kinh tế là gần 432 tỷ Mỹ Kim. Tình hình này sẽ làm tăng chi phí y tế 29 tỷ và chi phí xét xử tội hình là 21 tỷ khác, thưa quý vị. Tin liên quan đến Apple sẽ sản xuất iPhone, MacBook từ vật liệu tái chế. Apple vẫn luôn nỗ lực phát triển các dự án thân thiện với môi trường, chẳng hạn như tái chế linh kiện từ các thiết bị cũ hay sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để thay thế cho năng lượng hóa thạch.
công ty có riêng một nhóm nghiên cứu chuyên về lĩnh vực các sản phẩm của Apple cũng luôn được giới thiệu là có tác động tối thiểu tới môi trường. Khoảng cuối tháng 11 năm 2017, Apple đã tuyên bố một kế hoạch táo bạo hơn là sản xuất các sản phẩm chủ lực của công ty là iPhone và MacBook từ vật liệu tái chế. Ngoài ra, công ty cũng có thể ứng dụng các loại vật liệu mới thân thiện với môi trường như nhựa sinh học. Lisa Jackson, phó chủ tịch Apple cho biết, "Theo tôi được biết, chúng tôi là công ty duy nhất trong ngành công nghiệp này nỗ lực làm điều đó. Hầu hết mọi người đều nói về việc tái chế linh kiện điện tử cũ, nhưng những vật liệu tái chế thường không được sử dụng lại cho các thiết bị mới sản xuất. Tham vọng lớn của Apple là muốn ngừng khai thác trái đất hoàn toàn. Hãng sẽ dừng sử dụng quặng cobalt khai thác bằng tay từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Nguyên nhân là do các nguyên liệu để sản xuất pin được khai thác chủ yếu tại Congo chiếm hơn 50% lượng cung cấp cho toàn thế giới. Tuy nhiên, điều kiện làm việc tại các mỏ khai thác rất nguy hiểm. Hầu hết quá trình khai thác thực hiện bằng tay và có cả trẻ em làm việc. Apple đang thực hiện những bước đầu tiên để ngừng khai thác trái đất và sản xuất hoàn toàn dựa trên vật liệu tái chế. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn, chưa có nhà sản xuất nào trên thế giới có thể làm được. Dù vậy, những nỗ lực của Apple là khá tích cực và đáng hoan nghênh, thưa quý vị. Tin liên quan đến đang chạy đột nhiên tắt máy. Chrysler Pacifica thu hồi xe minivan, một cơ quan tranh đấu cho quyền lợi người tiêu dùng vừa đưa ra lời kêu gọi thu hồi tất cả các xe minivan Chrysler Pacifica đời 2017 vì chính quyền Liên bang Hoa Kỳ đã nhận được hơn 50 báo cáo là loại xe này tự nhiên bị tắt máy khi đang chạy. Ngoài lời kêu gọi gửi tới công ty Chrysler, tổ chức có tên Trung tâm An toàn xe cộ, hôm thứ Hai cũng đưa đơn lên Cơ quan An toàn xa lộ quốc gia của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ để yêu cầu cơ quan này mở cuộc điều tra về lỗi lầm kỹ thuật của chiếc xe. Công ty Chrysler hiện có biết về các than phiền này và thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các loại xe họ đưa ra thị trường. Theo lời phát ngôn viên Chrysler, ông Eric Mann, cho đến nay các cơ quan chính phủ liên bang cũng như công ty Fiat Chrysler chưa nhận được báo cáo nào về thương tích hay tai nạn xảy ra do vấn đề này. Bản tin cho hay đến nay công ty Ý và Hoa Kỳ này đã bán được 150.000 chiếc Pacifica đời 2017 là xe bán chạy nhất trong loại xe minivan. Chiếc xe cũng đoạt nhiều giải thưởng về an toàn, kể cả của Viện Insurance Institute for Highway Safety và được cho điểm 5 sao về an toàn từ NHTSA. Các chủ xe than phiền là chiếc xe minivan của họ, một số chỉ mới chạy được vài trăm dặm, đã bị tắt máy ở các vận tốc khác nhau, kể cả khi đang đậu hoặc chạy hơn 60 dặm trên một giờ với các đèn cảnh báo khác nhau được bật lên, thưa quý vị. Tin liên quan đến California, hàng triệu công việc tốt không cần bằng đại học. Những người muốn kiếm được mức lương ít nhất từ 35.000 một năm sẽ cần có thêm một số huấn nghệ sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng cũng không cần tới bằng cử nhân. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây của Đại học Georgetown University về lực lượng lao động của Hoa Kỳ. Vượt ra ngoài cái nhìn thông thường là tất cả mọi học sinh tốt nghiệp trung học phải hoàn tất chương trình đại học 4 năm. Bản báo cáo chia lực lượng lao động ở các tiểu bang thành mấy nhóm tùy thuộc vào trình độ học hành và xem họ có được công việc trả lương tốt hay không, vốn được các nhà nghiên cứu này định nghĩa là 35.000 hay cao hơn cho các công nhân trẻ và 45.000 hay cao hơn cho lớn tuổi. Từ năm 1991 tới năm 2015, tiểu bang California mất hơn 230.000 việc làm lao động, nhưng nay có thêm khoảng 265.000 việc làm cung cấp dịch vụ chuyên môn cho những người không có bằng cử nhân.
trong khi các nhân viên có bằng cử nhân thường kiếm được nhiều tiền hơn. Tiểu bang California cho thấy có hàng triệu người nơi này không có bằng cấp nhưng cũng thường kiếm được khoảng 59.000 một năm, gồm cả khoảng 1 triệu người có trình độ học vấn ngừng lại ở bậc trung học. Trong số gần 9 triệu người lao động ở California không có bằng cử nhân, khoảng chừng 3,3 triệu người có việc làm, trả lương tốt. Trong số 5,3 triệu người có bằng cử nhân hay cao hơn, có khoảng 3,9 triệu có công việc trả lương tốt. Mức lương trung bình của những người cho hay có việc tốt này là 84.000 một, so với mức 59.000 của những người có việc tốt nhưng không có bằng cử nhân, thưa quý vị. Tiếp theo là bản tin liên quan đến cây Giáng sinh có thể tăng giá vì khan hiếm. Tình trạng khan hiếm cây thông Giáng sinh bắt nguồn từ cuộc suy thoái kinh tế cách đây một thập niên có thể khiến cho giá cây năm nay nhảy vọt. Hãng thông tin UPI đưa tin, theo ông Geoff Huntley, phát ngôn nhân của The National Christmas Tree Association, thì số bán giảm sút trong mùa Giáng sinh năm 2007 đã khiến nông dân trồng ít cây hơn. Phải mất gần 10 năm, cây Giáng sinh mới cao được từ 7 đến 8 feet, do đó có ít cây trưởng thành trong mùa lễ này. Ông Huntley nói, các trang trại trồng cây ở North Carolina và Oregon bị khan hiếm nặng nề nhất. Giá cây sẽ tăng theo mức độ khác nhau, tùy thuộc vào kích thước, loại thông và địa điểm nơi nó được mua. Tuy nhiên, nguồn cung cấp ít đi có thể khiến giá tăng tới 10%. Một yếu tố khiến nặng khan hiếm trở nên trầm trọng hơn là việc trồng cây nói chung giảm dần trong những năm gần đây. Nông dân Hoa Kỳ trồng 3,7 triệu cây vào năm 2015, giảm từ 5,6 triệu cây năm 2010. Giới chuyên môn dự đoán là tình trạng thiếu cây cối rất có thể sẽ kéo dài đến năm 2025. Các nơi cung cấp cây Giáng sinh đề nghị mọi người năm nay nên đi mua sớm hơn mọi năm để bảo đảm có cây trang hoàng chào đón ngày lễ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo thương mại.